Minh Đức và Phượng Quyên mến chào quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chương trình Tây Đô Ngày Mới của truyền hình thành phố Cần Thơ. Chương trình hôm nay thứ năm ngày 7 tháng 9 có những nội dung đáng chú ý như sau. Từ ngày 15 tháng 9 tới, cảnh sát giao thông tuần tra sẽ được dừng xe để kiểm soát trong 4 trường hợp. Không để học sinh sợ nhà vệ sinh được nhiều trường học trên địa bàn thành phố Cần Thơ đặc biệt quan tâm. Vừa qua, các tài công giỏi composite đến từ các địa phương của vùng đồng bằng sông Cửu Long đã hội tụ tại thành phố Cần Thơ để cùng đua tài trên dòng khai luôn. Theo Bộ Xây dựng, 181 dự án nhà ở xã hội với 94.390 căn đã hoàn thành với tổng diện tích hơn 4,8 triệu mét vuông tại đề án xây 1 triệu căn nhà ở xã hội. Hiện các địa phương đang tiếp tục triển khai 291 dự án nhà ở xã hội với khoảng 271.500 căn hộ, tổng diện tích hơn 14,5 triệu mét vuông. Liên quan tới gói tín dụng 120.000 tỷ đồng, Bộ Xây dựng cho biết đến nay có 11 địa phương công bố danh mục 24 dự án đủ điều kiện vay ưu đãi với nhu cầu vay khoảng 12.400 tỷ đồng. Bộ đã có văn bản hướng dẫn đối tượng, điều kiện khách hàng, chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và cải tạo xây dựng lại chung cư cũ được vay tín dụng ưu đãi này. Đồng thời sẽ phối hợp các bộ ngành liên quan lập tổ công tác đôn đốc tháo gỡ khó khăn trong giải ngân gói tín dụng trên. Về việc triển khai nghị quyết 11, Ngân hàng Chính sách Xã hội đã giải ngân được gần 4.400 tỷ đồng cho hơn 12.000 khách hàng thuộc đối tượng vay để mua, thuê nhà ở xã hội, nhà công nhân, xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà ở. Với gói hỗ trợ chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo và xây dựng lại chung cư cũ, có 21 dự án đủ điều kiện vay vốn với nhu cầu 7.100 tỷ đồng. Theo thông tư số 32/2023 của Bộ Công an, từ ngày 15 tháng 9 tới, cảnh sát giao thông tuần tra sẽ được dừng xe để kiểm soát trong 4 trường hợp, gồm trực tiếp phát hiện hoặc thông qua thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phát hiện thu thập được các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Thực hiện mệnh lệnh kế hoạch tổng kiểm soát xe cộ bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, trật tự xã hội, kế hoạch tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm theo chuyên đề bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, trật tự xã hội đã được cấp có thẩm quyền ban hành. Có văn bản đề nghị của thủ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan điều tra, văn bản đề nghị của cơ quan chức năng liên quan về dừng phương tiện giao thông để kiểm soát phục vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng chống thiên tai, cháy nổ, phòng chống dịch bệnh, cứu nạn, cứu hộ và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Có tin báo phản ánh kiến nghị tố giác của tổ chức cá nhân về hành vi vi phạm pháp luật của người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ. Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng cao của hành khách, hãng hàng không quốc gia Việt Nam Vietnam Airlines tiếp tục tăng tần suất trên nhiều đường bay tới châu Âu, Australia và Trung Quốc, qua đó khôi phục gần 90% tần suất mạng bay quốc tế. Cụ thể, từ ngày 23 tháng 9, Vietnam Airlines sẽ tăng tần suất bay giữa Hà Nội và Bắc Kinh từ 3 chuyến lên 4 chuyến một tuần vào các ngày thứ Ba, thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật. Các đường bay giữa Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Quảng Châu, Thượng Hải vẫn đang được hãng khai thác với tần suất một chuyến một ngày. Tiếp đó, từ ngày 29 tháng 10, hãng sẽ tăng tần suất đồng loạt trên nhiều đường bay đến Australia và châu Âu, đồng thời mở mới đường bay thẳng thành phố Hồ Chí Minh Perth từ ngày 7 tháng 12 năm 2023 với 3 chuyến khứ hồi mỗi tuần. Còn đối với các đường bay trong nước, hãng hàng không Vietjet cũng vừa thông báo mở bán vé Tết sớm với giá ưu đãi trong tuần này. Theo đó, từ nay đến ngày 11 tháng 9, Vietjet mở bán vé Tết Nguyên Đán 2024 với giá từ 1.500.000 đồng, đã bao gồm thuế phí cho các đường bay từ thành phố Hồ Chí Minh đi Đà Nẵng, Chu Lai, Phú Quốc, Đà Lạt, Nha Trang, Phú Yên. Giá Tết Nguyên Đán 2024 của các đường bay nhộn nhịp nhất dịp Tết là thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội, Vinh, Thanh Hóa, Hải Phòng, vân vân. Được bán với giá từ 1.900.000 đồng đã bao gồm thuế phí. Dịp này, hãng hàng không cho biết sẽ phục vụ hơn 2.500.000 vé cho mùa Tết Giáp Thìn 2024 trên toàn mạng bay của hãng. Cùng với điều kiện cơ sở vật chất trường lớp thì câu chuyện vệ sinh của nhà vệ sinh trong trường học cũng là một trong những chủ đề được đa số phụ huynh và học sinh quan tâm ngay trong đầu năm học mới.
dân. Tuy đây là chuyện nhỏ nhưng mà sẽ để lại những ảnh hưởng đối với tâm lý cũng như nhu cầu sinh hoạt của các em học sinh. Chính vì vậy, không để học sinh sợ nhà vệ sinh được nhiều trường học trên địa bàn thành phố Cần Thơ đặc biệt quan tâm. Trường Tiểu học Ngô Quyền có 1.852 học sinh. Nhiều năm qua, ban giám hiệu nhà trường ký hợp đồng với một công ty vệ sinh tư nhân, phục vụ vệ sinh cho các nhà vệ sinh trong trường học. Song song đó, trồng thêm cây cảnh và sử dụng giỏ khóm, lá dứa để khử mùi với mong muốn tạo nên những ấn tượng tốt nhất có thể cho học sinh. Nhà vệ sinh là luôn khô ráo, với chúng tôi là tiêu chí khô ráo và không tuyệt đối không có mùi hôi. Từ đó thì tôi thấy là có đi hỏi và đi phỏng vấn các em học sinh, thì các bạn học sinh là tự tin khi bước vào nhà vệ sinh để các em đi vệ sinh hàng ngày. Dạ, đi nhà vệ sinh không có mùi hôi và rất là thơm tho, các cô còn trồng cây xanh và xà bông cho con rửa tay nữa. Trong nhà vệ sinh thì có bố trí những cái cây gọi là để cho nó được thông thoáng, có khí oxy để vào, và đồng thời đó là khi mà em bước vào nhà vệ sinh thì em không có nhận được, không có mùi hôi nào hết. Còn đây là trường tiểu học Thới An Đông 1, một điểm trường thuộc vùng ven của quận Bình Thủy. Nếu như trước đây nhà vệ sinh bị hư hỏng và xuống cấp thì trong năm học mới này đã được khắc phục. Sau khi được các cấp lãnh đạo quan tâm đầu tư xây nhà vệ sinh mới thì cũng có thêm một cái hợp đồng tạp vụ để thường xuyên dội rửa để đảm bảo không có hôi. Ngày nào con cũng có đi vệ sinh, nhà vệ sinh không có bị hôi nữa, nó sạch sẽ, đi dễ chịu hơn. Việc mà đảm bảo cái điều kiện vệ sinh đó thì giúp cho các em học sinh, khi mà các em có nhu cầu thì các em sẽ cảm thấy là rất là thoải mái và nhẹ nhàng, các em không còn sợ đi nhà vệ sinh nữa. Đây là một cái quan điểm chỉ đạo rất là rõ ràng. Thành phố Cần Thơ hiện có 172 trường mầm non, 167 trường tiểu học, 68 trường trung học cơ sở và 39 trường trung học phổ thông. Câu chuyện về nhà vệ sinh trong trường học luôn được học sinh và các bậc phụ huynh đặc biệt quan tâm. Tôi cũng có đi thử vô cái trường vệ sinh của con để coi nó như thế nào, thì thấy là cũng đảm bảo. Nhà vệ sinh sạch sẽ thì tụi con sẽ không bị ức chế và học sẽ tốt hơn. Sau khi các em đi xong mỗi giờ giải lao đó, thì nhân viên sẽ vô dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ đảm bảo cho các em khi cái giờ giải lao tiếp theo các em đi đảm bảo sạch sẽ hơn. Quan điểm xem nhà vệ sinh là công trình phụ hay là chuyện nhỏ không cần phải quan tâm này đã thay đổi, nhưng cần được khẳng định là vấn đề quan trọng. Nhà vệ sinh mới sạch sẽ luôn là mong muốn đối với học sinh và phụ huynh, bởi đây không chỉ là nhu cầu sinh hoạt mà còn phải đảm bảo về mặt sức khỏe, đồng thời giúp hình thành nên ý thức bảo vệ môi trường cho các em sau này. Liên tục chương trình với các tin tức đáng chú ý. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, ước tính đến hết tháng 8 năm 2023, doanh số xuất khẩu thủy sản đạt gần 5,8 tỷ đô la Mỹ, thấp hơn gần 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng cá tra, xuất khẩu đạt khoảng 167 triệu đô la Mỹ trong tháng 8, ghi nhận mức sụt giảm ít nhất trong 6 tháng. Tính đến hết tháng 8, xuất khẩu cá tra đạt tổng cộng gần 1,2 tỷ đô la Mỹ, giảm 34% so cùng kỳ. Cơ quan Kiểm dịch và An toàn Thực phẩm Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ vừa kết thúc chương trình thanh tra một số doanh nghiệp chế biến xuất khẩu cá tra, nhằm đánh giá hệ thống kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cá tra xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ. Kết quả thanh tra tích cực một lần nữa khẳng định uy tín và chất lượng cá tra xuất khẩu của Việt Nam, đồng thời sẽ là động lực thúc đẩy xuất khẩu cá tra sang Hoa Kỳ trong những tháng tới. Trung Quốc là thị trường lớn và nhập khẩu đa dạng các mặt hàng, trong đó có nông sản may mặc của Cần Thơ và vùng đồng bằng sông Cửu Long. Năm 2022, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của thành phố Cần Thơ với các đối tác Trung Quốc khoảng 320 triệu đô la Mỹ. Riêng 7 tháng của năm nay, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của thành phố Cần Thơ sang thị trường Trung Quốc là 60 triệu 500 ngàn đô la Mỹ. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là thủy sản và nông sản chế biến, may mặc, lông vũ. Kim ngạch nhập khẩu từ Trung Quốc vào Cần Thơ là 41 triệu 200 ngàn đô la Mỹ. Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là nguyên liệu dược, nông dược, thuốc thú y, hóa chất, vải và một số mặt hàng khác như nguyên liệu may, lông vũ, máy móc thiết bị. Từ nay đến cuối năm, cùng với các thị trường nhập khẩu khác, thành phố Cần Thơ sẽ tăng cường kết nối giao thương với các hiệp hội doanh nghiệp và doanh nghiệp Trung Quốc để khai thác hiệu quả thị trường nhập khẩu lớn này.
Tọa đàm phát triển khuyến nông cộng đồng vùng đồng bằng sông Cửu Long vừa diễn ra mới đây tại thành phố Cần Thơ. Tại buổi tọa đàm, đại diện tổ khuyến nông cộng đồng các tỉnh, thành phố trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng và tổ chức hoạt động của tổ khuyến nông cộng đồng. Tổ khuyến nông cộng đồng gắn với dự án khuyến nông trung ương phục vụ phát triển vùng nguyên liệu đạt chuẩn, đồng thời đề xuất các giải pháp để phát triển tổ khuyến nông cộng đồng trong thời gian tới. Dịp này, từ sự hỗ trợ của Quỹ Thiện Tâm Tập đoàn Vingroup, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và lãnh đạo Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã trao tặng thiết bị gồm máy tính, máy chiếu, điện thoại và dàn âm thanh cho các tổ khuyến nông cộng đồng thuộc các tỉnh trong đề án và hai tổ khuyến nông cộng đồng ở tỉnh Hậu Giang. Bệnh viện Quang Mỹ Cửu Long đã vừa tiếp nhận điều trị cho bệnh nhân nữ 36 tuổi bị đa chấn thương vùng mặt do tai nạn nổ bình ga mini. Đó là trường hợp của chị NNN, 36 tuổi, ngụ huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Qua thăm khám và thực hiện các cận lâm sàng cần thiết, bác sĩ chẩn đoán người bệnh gãy xương Lefort 1, Lefort 2, dở xương đùi, vách ngăn mũi, gãy răng 21 và 31. Sau khi hội chẩn, ekip bác sĩ thẩm mỹ răng hàm mặt tai mũi họng, thống nhất điều trị bằng phương pháp nắn chỉnh, kết hợp xương bằng nẹp dích hợp kim, cố định liên hàm, khâu vết thương mũi môi. Sau 90 phút phẫu thuật, ca mổ thành công và bệnh nhân được xuất viện sau 3 ngày chăm sóc tích cực. Được biết, chị N trong lúc kiểm tra bình ga mini thì bất ngờ bình ga phát nổ, gây ra tai nạn. Thưa quý vị, thông thường những người bị viêm tắc động mạch ngoại biên phải chịu đựng những cơn đau nhức, thậm chí nếu không phát hiện và điều trị kịp thời có thể dẫn đến đoạn chi. Một trong những yếu tố nguy cơ làm căn bệnh này trầm trọng hơn đó chính là khói thuốc lá. Phóng sự sau đây sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về căn bệnh này, cũng như nhận biết được những dấu hiệu ban đầu để có thể điều trị kịp thời, tránh những biến chứng nặng nề có thể xảy ra. Hơn 10 năm qua, anh Đoàn Văn Vũ ở phường Long Hòa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ phải chịu đựng những cơn đau nhức hành hạ và phải cắt cục chi do bị hoại tử. Được biết, mẹ của anh, bà Lê Thị Thôi, cũng mắc chứng bệnh này đã gần 20 năm. Trước đó là có những cái dấu hiệu như thế nào không ạ? Dạ em đi làm hộ á, cái ngón này nè, bên đây nè, nó tê, nó lạnh. Vài bữa sau cái có mủ của chồng, bác sĩ nó bị tắc nghẽn, chị không được, cắt. Viêm tắc động mạch ngoại biên không chỉ dẫn đến tình trạng thiếu máu chi, còn bị xơ vữa ở các động mạch khác, bao gồm các động mạch cung cấp máu cho tim và não. Theo thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Giang Trang, trưởng khoa ngoại lồng ngực tim mạch Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ, có nhiều nguyên nhân và yếu tố nguy cơ gây ra tình trạng tắc động mạch. Phần lớn thường gặp ở những người có bệnh lý đái tháo đường, bệnh tăng đông máu hay bệnh lý tự miễn. Đối với trường hợp của anh Vũ thì mình thấy rằng cái nguyên nhân mà ảnh mắc thì là một nguyên nhân khác mà người dân mình ít để ý, đó tính là nguyên nhân do viêm tắc mạch do thuốc lá. Mình sẽ nói tới một vấn đề thứ hai, đó là mẹ của anh Vũ cũng bị mắc, đó là cô sẽ hút thuốc lá thụ động. Nếu như nó ở giai đoạn sớm, có thể nó chỉ hẹp, thì cái triệu chứng lâm sàng của nó thường là rất mơ hồ. Giai đoạn nặng thì chúng ta cũng phát hiện giống như nó có thể chi, nó có thể lạnh, đặc biệt là đau nhức, rồi có thể tím tái, vận động thì nó cũng có thể giảm. Mục đích điều trị bệnh tắc động mạch ngoại biên là làm giảm triệu chứng đau nhức và phòng tránh hậu quả xấu do bệnh gây ra. Dựa trên thăm khám cụ thể ở từng bệnh nhân, bác sĩ sẽ đưa ra chỉ định phù hợp để căn bệnh này chậm sự tiến triển và tránh tình trạng trở nặng. Người bệnh cần phải thay đổi lối sống và theo sự hướng dẫn của bác sĩ chuyên khoa. Bắt buộc là bệnh nhân phải bỏ thuốc lá, tránh để bị bỏng hay là bị vết thương, nó sẽ rất là dễ nhiễm trùng và nó không lành. Mình khuyên bệnh nhân bắt buộc là giữ ấm. Thứ hai là chúng ta phải uống thuốc để cho nó hạn chế cái biến chứng làm tắc mạch tiếp theo. Theo thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Giang Trang, trưởng khoa ngoại lồng ngực tim mạch Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ, tắc động mạch ngoại biên có xu hướng tăng lên cùng với sự gia tăng của tuổi thọ. Khoảng 20% dân số ở độ tuổi trên 70 bị tắc động mạch ngoại biên. Bên cạnh đó, khói thuốc lá là nguy cơ chính gây ra bệnh viêm tắc động mạch ngoại biên. Theo các chuyên gia y tế, những người hút thuốc lá có nguy cơ tắc động mạch ngoại biên sớm hơn khoảng 10 năm so với những người không hút thuốc lá. Thưa quý vị, tại trụ sở Bộ Y tế, Báo Sức khỏe và Đời sống vừa tổ chức lễ phát động cuộc thi Tôi khỏe đẹp hơn lần thứ hai nhằm tiếp tục cổ vũ phong trào luyện tập khoa học và dinh dưỡng hợp lý trong cộng đồng. Theo ban tổ chức, cuộc thi nhằm góp phần nâng cao kiến thức về dinh dưỡng hợp lý, vận động khoa học, giúp người dân cải thiện sức khỏe cho bản thân và các thành viên trong gia đình.
Từ đó, xây dựng tiền đề tạo ra một cộng đồng khỏe mạnh, góp phần nâng cao vóc dáng trí tuệ cho các thế hệ người Việt tương lai. Cuộc thi gồm 3 vòng, mỗi vòng kéo dài 1 tháng. Bắt đầu từ ngày 6 tháng 9 đến hết ngày 15 tháng 12 năm 2023, dành cho mọi công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên, trừ các trường hợp đặc biệt cần lưu ý về sức khỏe. Các cá nhân có thể tham khảo thông tin và đăng ký tham gia tại địa chỉ toikhoedephon.vn. Quý vị và các bạn thân mến, liên quan tiếng hát người cao tuổi cấp thành phố vừa kết thúc sau một ngày thi diễn. Kết quả, đoàn văn nghệ đến từ Hội Người Cao Tuổi quận Ninh Kiều đã đoạt giải nhất, Hội Người Cao Tuổi của Ô Môn đoạt giải nhì, và giải ba thuộc về Hội Người Cao Tuổi quận Bình Thủy và Câu lạc bộ Hưu trí thành phố Cần Thơ. Dân, không chỉ là thi thố, liên quan đã thiết thực mang lại niềm vui cho những người cao tuổi yêu thích văn nghệ thể thao tại thành phố Cần Thơ. Đây là lần đầu tiên Hội Người Cao Tuổi thành phố phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức liên quan. Chính đoàn văn nghệ với 96 thành viên gồm Hội Người Cao Tuổi quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Cai Răng, Thốt Nốt, Ô Môn và các huyện Phong Điền, Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh cùng Câu lạc bộ Hưu trí thành phố Cần Thơ tham gia trình diễn những tiết mục hát, múa, ca cảnh được lựa chọn từ hội thi cấp cơ sở. Mục đích ý nghĩa của nó đó thì nhằm để tuyên truyền những cái chủ trương chính sách của Đảng đối với và nhà nước đối với cái công tác chăm sóc cái vai trò người cao tuổi, và đặc biệt là phát huy cái vai trò là nêu gương giáo dục truyền thống cho con cháu về cái tình yêu quê hương, yêu đất nước. Các tiết mục tham dự liên quan mang chủ đề ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, con người, truyền thống dân tộc, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, truyền thống và những đóng góp của người cao tuổi trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong phong trào thi đua tuổi cao gương sáng. Các tiêu chí đánh giá, chấm điểm dựa vào chất giọng, phong cách trang phục và tính sáng tạo, hiệu quả nội dung, chủ đề, dàn dựng kết cấu hài hòa giữa các tiết mục trong chương trình dự thi. Đội của quận Ninh Kiều đến đây gồm có 2 tiết mục. Thông qua 2 tiết mục đó để làm cho giáo dục cho mọi người đều thấy rằng coi như càng yêu thêm thành phố Cần Thơ, ngày càng đi lên và ngày càng phát triển. Cái sự chuẩn bị thì nó cũng gặp hơi khó khăn, bởi vì cái người cao tuổi á, khi mình tập mà nhầm khi cái buổi nó mưa rồi mình tập thì nó ổn rồi, nhưng mà mình nghĩ cái mục đích là nó bị quên, nhưng mà không sao, là đội của cô cố gắng hết sức mình, hết sức là ý nghĩa. Rồi những bạn bè, những người khác nó thấy mình được gì, người ta cũng thích dữ lắm luôn, ta nói ta sẽ cũng cố gắng để được như vậy là thấy vui, thấy hạnh phúc. Các đội đạt giải cao sẽ đại diện thành phố tham gia liên hoan tiếng hát người cao tuổi cấp khu vực được tổ chức vào trung tuần tháng 9 năm 2023. Thưa quý khán giả, giỏ lãi trên sông ở miền Tây được người dân xem như là chiếc xe gắn máy trên đất liền vậy. Dạ. Và ngày nay thì các tài công giỏ lãi còn có một sân chơi hữu ích trên phạm vi cả nước. Và thành phố Cần Thơ cũng đã 3 lần tổ chức thành công giải đua giỏ Composite cấp quốc gia. Và đây chính là cơ hội để các tài công giỏ Composite hội tụ để cùng nhau khuấy động dòng Khai Luôn. Khai Luôn chính là con rạch từ sông Cần Thơ đi vào khu chợ trung tâm thương mại Cái Khế để giao thương trên địa bàn phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Đây cũng là địa điểm tổ chức nhiều hoạt động vui chơi giải trí, trong đó có giải vô địch võ Composite quốc gia, tạo sân chơi hữu ích phục vụ nhu cầu hưởng thụ đời sống văn hóa tinh thần của cư dân vùng sông nước miền Tây. Qua cái giải này thì thấy cũng tạo cái không khí vui tươi phấn khởi cho người dân trong cái tâm trạng là vui tươi phấn khởi, hào hứng, cổ vũ hết sức và nhiệt tình cho các cái đội đua. Năm nay trọng tài làm nó không có bị giống như là chậm trễ, bị nó không có bị delay. Những cái lọt đua nó cứ liên tục có tạo cho cái sự phấn khích cho cái người coi. Có 90 thành viên tham gia giải năm nay, gồm trưởng đoàn, huấn luyện viên và vận động viên của 14 đơn vị thuộc các tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, Đồng Tháp, Long An, thành phố Hồ Chí Minh và 8 quận huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ là Phong Điền, Thới Lai, Ô Môn, Cờ Đỏ, Cái Răng, Bình Thủy, Thốt Nốt và Vĩnh Thạnh. Các vận động viên sẽ tranh tài một nội dung thi đấu với cự ly 600m. Các vận động viên sử dụng động cơ xăng 07HP, vỏ Composite chiều dài 5,9m và chân vịt Inox AB. Đặc biệt, giải năm nay được đánh giá là thành công của các vận động viên chủ nhà thành phố Cần Thơ khi tại vòng chung kết,
huyện Phong Điền có đến 3 tài công đoạt chức vô địch. Qua 3 lần tổ chức, các vận động viên từng bước hoàn thiện về chuyên môn, đáp ứng yêu cầu của ban tổ chức đề ra theo hướng chuyên nghiệp. Năm sau em cũng càng phấn đấu và càng đấu hơn nữa. Mà hơn mà có thể là anh em cũng nhiều, anh em đơn vị khác cũng rất là giỏi. Nhưng mà tụi em cũng vẫn cố gắng lên cho ngành sông nước của mình là cho phát triển càng mạnh với chơi với anh em nước ngoài. Thuận lợi của các vận động viên Cần Thơ là ở gần và cái phong trào cũng phát triển rất là mạnh. Cho nên là ở các địa phương khác thì nói chung là cạnh tranh là cũng không có bằng những vận động viên ở Cần Thơ. Ở giải lần này thì hầu hết các vận động viên Cần Thơ được đạt giải. Giải vô địch võ composite quốc gia lần thứ 3 đã kết thúc thành công. Ghi nhận sự nỗ lực của ban tổ chức, các nhà tài trợ và nhất là các vận động viên thi đấu hết mình, góp phần vào sự thành công của giải. Qua đó, góp phần gìn giữ, bảo tồn, phát huy nét văn hóa độc đáo của miền sông nước, tạo ra sân chơi bổ ích, lành mạnh đối với cộng đồng cư dân của vùng đất chính trồng. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống, chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp các sản phẩm đồ họa từ logo, danh thiếp, thẻ nhân viên cho đến những trang sách, bìa tạp chí. Sự xuất hiện ngày càng nhiều của các hình ảnh đó cộng thêm nhu cầu thẩm mỹ ngày càng cao của mọi người, cho nên ngành thiết kế đồ họa cũng đang dần trở thành một trong những ngành học hot trong giới trẻ hiện nay. Với số lượng sinh viên đầu vào tăng 50% so với năm trước, thiết kế đồ họa hiện đang là ngành học đặc biệt thu hút sinh viên tại trường Đại học Tây Đô. Đây là ngành học siêu hot cả trong nước lẫn nước ngoài và nơi mà các bạn sinh viên phát triển về mặt năng khiếu cũng như là cái chuyên môn nghệ thuật của bản thân. Trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, vấn đề xây dựng thương hiệu cho các doanh nghiệp là rất quan trọng, góp phần tạo dựng hình ảnh, tạo dựng thương hiệu, truyền tải những thông điệp của doanh nghiệp đến với khách hàng. Theo các giảng viên của trường, yếu tố quan trọng khi theo đuổi ngành học này mà các sinh viên cần có, đó là phải có tính sáng tạo, liên tục cập nhật xu hướng mới, có nền tảng kiến thức tin học, yêu thích cái đẹp, có năng khiếu về hội họa. Em có thích thiết kế với lại em cũng thích vẽ cho nên là em chọn ngành thiết kế với lại hiện nay là ngành thiết kế đồ họa đang là một ngành hot, dễ kiếm việc làm nữa. Cảm thấy thích nhất chắc là được thoải mái sáng tạo, được vẽ những điều mình thích, mình suy nghĩ gì mình vẽ đó, không bị gò bó. Đối với em thì khó có lẽ là chúng ta sẽ làm trên máy sẽ khó hơn. Tại vì trên tay chúng ta có thể chỉ cần vẽ lên, tô màu lên. Trên máy tính khó là vì chúng ta phải học thì chúng ta mới có thể sử dụng được. Còn trên giấy thì chúng ta đơn giản chỉ cần vẽ thôi. Đối với trên máy tính, trên một cái ứng dụng nào đó, ví dụ như Photoshop, chúng ta cần phải nhớ được các câu lệnh bên trong nó. Thì trong đó chủ yếu là sử dụng tiếng Anh, cho nên chúng ta cũng phải giỏi và hiểu biết tiếng Anh mới có thể tạo ra được những cái bức tranh. Bên cạnh bồi dưỡng những kiến thức chuyên môn, trường Đại học Tây Đô cũng luôn chú trọng tạo điều kiện thuận lợi về việc làm cho sinh viên. Nhà trường cũng thông qua hợp tác ký kết với các doanh nghiệp, các đơn vị sử dụng lao động để mà qua đó có thể là tạo thêm nhiều cái cơ hội việc làm cho các em. Đồng thời cũng là gắn kết giữa nhà trường với doanh nghiệp trong việc tạo điều kiện để cho các em thực tập, trải nghiệm thực tế tại các doanh nghiệp, các đơn vị sử dụng lao động. Và hàng năm thì nhà trường cũng thường xuyên tổ chức các cái hội chợ việc làm dành cho sinh viên. Và thông qua những cái hội chợ việc làm này, ngày hội việc làm này thì sinh viên có thể là tìm kiếm công việc ngay trong quá trình thực học tại trường cũng như là sau khi các em tốt nghiệp ra trường. Sự năng động và sáng tạo của sinh viên ngành thiết kế đồ họa thể hiện rất rõ trong quá trình học tập tại trường. Chẳng hạn như là khi tôi giao cho các em thực hiện một video clip giới thiệu về một cái địa danh, địa điểm du lịch tự chọn thì các em rất là năng động ở chỗ là các em sẽ chủ động trong việc là lựa chọn các cái chủ đề, đề tài, trong việc lựa chọn địa điểm cũng như là
lập một cái kế hoạch cũng như là kịch bản chi tiết để hoàn thành video clip của mình. Và qua đó thì có thể đánh giá là cái sản phẩm do các em tạo ra là cũng khá ấn tượng và đầy tính sáng tạo. Nó phát huy được cái sở trường của sinh viên ngành thiết kế đồ họa. Với sự phát triển của công nghệ hiện nay, thiết kế đồ họa là ngành học không chỉ giúp giới trẻ phát huy được sự sáng tạo, năng động, mà còn hứa hẹn sẽ mở ra nhiều cơ hội việc làm ổn định cho các bạn trẻ yêu thích loại hình nghệ thuật này trong tương lai. Và nội dung vừa rồi cũng là điểm kết của chương trình Tay Đôi Nghề Mới sáng nay của truyền hình thành phố Cần Thơ. Ekip thực hiện chương trình mến chúc quý khán giả một ngày mới làm việc thật hiệu quả và nhiều niềm vui. Xin kính chào tạm biệt quý vị.